Rồi, ok, chào các bạn. Nãy có bạn chỉ mình cách xài cái chuông rồi, ok, bữa nay vô xài thử. Rồi, ok, nói chung là để các bạn mà bình luận nhiệt tình vậy mình rất là vui. Bởi vì mình làm video cốt và để giao lưu với các bạn mà bây giờ thấy các bạn ủng hộ mình nhiệt tình vậy, thật sự là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Làm YouTube chỉ mong cái như vậy thôi các bạn. Mình thì không có ý định kiếm tiền từ YouTube, thành ra dù có hay không thì mình cũng không bật chế độ quảng cáo. Và cái độ kiếm tiền để các bạn xem video của mình, các bạn không có bị làm phiền với quảng cáo, các bạn hiểu không? À, chết mồ, mình đang đánh với bộ chi thần sức mạnh rồi. Đối với bộ này là hơi bị căng. No way, a trap. Đạp đầu luôn các bạn. Ok, chúng ta lấy con Zizo ra nào. Con này thì cái hệ của nó là không dùng để special summon được rồi. I end my turn. Rồi ok, nó úp xuống mình chơi luôn á. Từ bắn phát đầu trước đi các bạn. Not too shit, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Rồi ok. Rồi, đợt tấn công đầu tiên nó khá hiệu quả. Gì đây? Oh, nó chơi Dark Horn. Không sao, mình biết là nên mình mới không xài con này. Con này bắn thì chả đau lắm. Không sao các bạn. Ngàn thì tính ra vậy mình vẫn lời 600. Nó không có bài, nó úp xuống thì hơi dở rồi. Oh, giật bài nó liền, hay quá, cơ hội. Không cho nó lôi gì thần sức mạnh ra không thôi là mình chết. Ồ, oh, hay tuyệt vời ở mặt trời. 600 nhưng mà nó sẽ gọi ra được món mà cái đó không sao các bạn, bây giờ nó gọi ra thì nó cũng mất hết món rồi, trừ khi nó hồi sinh được cái lá đó lại thôi. Bộ đối với bộ này con Zinzo không có nhiều tác dụng lắm. À rồi ok, nó cũng có phiêu sành được đâu mà sợ. Nó muốn ra con đó nó cũng phải summon, thành ra con rọc sáng nó mình không ưa đó là vậy. Có 1600 bạc đồ summon. À nó gọi con này ra. Rồi ok. It feels so good to snatch victory from the jaws of defeat. À. À rồi hiểu, hiểu. Rồi ok. À, khỏi khỏi khỏi, lá này phép mà phải hạ nó bắt úp. À rồi ok, nó rút nữa mà nó rút rồi cũng vậy thôi, vậy thì hơi uổng là bài này của mình. À, mình thủ lừa của nó lại được dở lên, nó dở mình chứ. À rồi úp lá này xuống được mà, hay quăng cánh cục ra trước các bạn. Bắn con này trước. Hai con rồng. Rồi ok, để coi lượt sao nó ra cái gì. Nó ra thì mình quăng hai con nó vô luôn. Nó bình tĩnh. I activate my spell card. À, bỏ hai bỏ ba, bỏ hai lá lấy ba lá. I activate my spell card. À, hồi sinh nữa. Còn thanh niên này chơi hồi sinh kinh dữ vậy. Hỏi không sao cả, cứ để cho nó hồi sinh, cho nó đặt bài xuống mình lật lá này lên mình chơi các bạn. À rồi ok, nó dở rồi. Giờ dở lá lên hù nó trước cho vui thôi. No, bình tĩnh. Uh-oh. Bất ngờ chưa. À bài vô hết nha. Thiếu một lá thì không thành gì thần sức mạnh được rồi các bạn. Giờ mình ra được lá miếng xuyên giáp còn ngon. Ờ đó rồi ok. Các bạn nói mình đã có lá này trên sân thì mình coi được bài của đối phương đúng không? À rồi ok. Để mình coi có phải chức năng của nó là vậy không nhé. Còn nó là chơi Dark Horn với mình nữa. Không ra được cái lá linh hồn là mình dở rồi.
Có lẽ mình phải cầm hai lá linh hồn như một lá mũ xài các bạn. Nhanh. Đây đâu có hủy được chức năng của nó. À rồi nó bắn mình, nó kéo mình ngàn nữa thì khá là đau. À, ok, giờ mình nó bằng nhau các bạn. À, đó đợi nãy giờ. Dở rồi chú em. No. Không cho nó bắt rút luôn các bạn. Oh. Ra lá này hơi dở. Không sao kệ, cho nó nổ cạch cành cành lại cho bỏ ghét. Rồi, ok. Một con cũng được các bạn. Rồi, nó lấy đi cái đầu ra cũng vậy thôi, có đủ cái tay đâu. À rồi, con này cũng được. Không có đủ cái tay, nó vô dụng các bạn. Nãy mình giật nó được một cái tay, đúng là hên thiệt. À, con gương. Oh yeah, copycat's effect activated. Now, which monster should I choose? Rồi, ok, cứ dễ dàng đi anh trai. I end my turn. À, con này là ngon rồi. Yeah. Xin tí nhá. You're gonna tribute summon. Rồi, ok, không sao cả. Yeah. Rồi xong, một phát kết thúc luôn. Lần đầu tiên mình thấy nó rút ra được cái đầu của vị thần sức mạnh mà mình còn sống á các bạn. Rồi, ok. Tiếp tục nè các bạn. Oh, trận này khá là hay, trận ra bài phép công vậy. Trời chơi, trời ơi. Yeah. No. Rồi, úp 3 lá xuống rồi. Fail, cầm bên tay, trap, úp xuống. Ra bài xui quá. I activate my spell card. Gì đây? À, nó phá sân của mình à, không sao cả. I activate my spell card. À. À rồi. Rồi nó dở các bạn. Rồi nó gọi hai con đó ra. I activate my spell card. Hồi sinh, à hồi sinh con rồng. À nó hiện con này. À, no. À rồi, ok, hiểu. Bây giờ mới dở lên nè. Cho nó buồn chơi các bạn. Đừng hòng đánh được anh. Rồi nó lấy cái chân này cũng vậy thôi, một cái lá của nó đi mất rồi. Bộ gì thần sức mạnh hình như nó đâu có cho nó cầm hai lá giống nhau luôn mà. Rồi mày đặt xuống anh hả? Chú tuổi gì? Trời ơi, mình là xui quá vậy, ra toàn bài vậy không sao đánh. Hold on a sec. I'm gonna activate this. Gì đây? À, tăng tỷ lệ rút bài. Rồi, cho nó rút cái lá nữa đó. Tưởng cái táp gì. I'm gonna resurrect the monster from the graveyard. Rồi, hồi sinh nữa. Monster reborn. Rồi, hồi sinh đi. Rồi, bắn đi anh trai. Rồi, rồi nữa. Rồi, nó lại rút bài cho nhanh nữa. Mà giờ nó có dùng như thật sức mạnh được đâu, mất một cánh tay rồi. Dị thần sức mạnh mà mất một cánh tay thì không còn là dị thần sức mạnh nữa rồi. This looks bad.
No. 1600 là cũng đau lắm á. Not too shit, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Xong nha. Ồ, giật bài nó luôn, hay. Oh yeah. Rồi cho mượn con này tí nha anh trai. No no no, bình tĩnh. Not too shit, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Rồi còn 4000. Oh yeah. Rồi nó bắn lại mình cú này hơi đau. Lật nó qua. This looks bad. Cái cú này cũng lợi hại ghê chứ các bạn. I end my turn. Rồi, oh yeah, hay. Rồi, chém con rồng đó. Con rồng mà thấy thủ rồi quýnh lại con này. Oh yeah, hay quá. Mặc dù chưa biết chắc cái giá trị của cái chuông, nhưng mà mình nghĩ là trận này mình đánh ổn rồi. Nó không tung nhiều sức mạnh ra, nó thua chặt rồi các bạn. Bộ này nhờ gì sức mạnh hết mà. À rồi, cho nó lấy lại lá bài phép tội nghiệp đó. Nó lấy lá đặc hồn nữa cho rồi nè. À, nó lấy lá hồi sinh nè. Rồi, ok, cho hồi sinh luôn. Không con này nữa. Ồ, nhiều lá này lắm. Cho hồi sinh nữa. Ồ, thanh niên đứng hồi sinh liên tục luôn ta ơi. À, rồi, ok, hồi sinh, hồi sinh. Vô, vô, vô. À, cà chua. I'm gonna resurrect a monster from the graveyard. Monster reborn. À, rồi, ok, monster reborn đi. I activate my spell card. Gì nữa? À rồi. Nó tự trừ điểm nó. Nó gọi con rồng ra. Rồi ok, bắn đi anh trai. Bắt đầu bắn trước. Rồi. Con này bắn là đạp con này. Dỡ lên. No way. A trap. Đạp nó. I end my turn. À, lá này hơi buồn. Rồi ok, xử con này coi nó effect đâu gì. 200. Không đáng thì cũng đủ. Cái cà chua này không chịu hồi được nhiều con xịt lắm. Kiểu nó làm tăng tỷ lệ ra dần sức mạnh nữa các bạn. Chỉ thật sức mạnh của nó thì tiêu rồi. I'll just go along and set this card here. Trời, bỏ ra nguy hiểm làm gì anh trai ơi. Be careful, because this card's a trap. No way, a trap? Bỏ ra nguy hiểm làm gì? I end my turn. À, hay quá, có quýnh xuyên giáp rồi. Vậy nó cũng chết. À, cái quýnh xuyên giáp này rất lợi luôn mình nói rồi. 1000 điểm nè. Man, that was close. Lần này mình xui mình ra bài thép hơi nhiều. Mà không sao cả các bạn. À, nó lại lấy cà chua nữa à. Cà chua thì làm gì, cà chua này có làm khó được mình đâu. Nó không có mấy con bài quái mạnh, nó đánh mình ra cái bộ này nó khá là yếu, nó không tung gì sức mạnh ra. I end my turn. Hold on a sec. I'm gonna activate this. Gì đây? À, bay gốc à. Ây à. Dạ. Ồ, cú này phản công hơi bị đẹp. Ồ. Ồ, và cú này mình thua mà mình phải vỗ tay khen hay đó các bạn. Trận này thua nhưng mà phục, rõ ràng câu cú này là thắng ngược quá hay. Vỗ tay. Trận này đánh hấp dẫn thật.
Đó, chắc phải lấy thêm lá này mới được. Rồi, để coi nó chơi phép thuật gì. I activate my spell card. Rồi, chưa gì vô là nó chơi phép thuật rồi. Này, phép thuật với anh. This looks bad. Làm gì trời. I activate my spell card. Gì nữa? À rồi nó rút hai lá bài. Up số. À, I'll rồi, just okay. Go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful because this card's a trap. Rồi ok. Ok. I end my turn. Hold on a second. Rồi anh rút bài. I'm gonna activate this. À, I'm back up. Rồi xong anh thắng luôn đi. À không, chưa thắng, chưa thắng. I don't mean to brag, but my skills are perfect. Cái gì đây? À sóng thần, tử luôn. Rồi không sao. Ê, cảm ơn nha. Quất cú này kéo máu cú hơi bị vui nè. 2003. Man, that was close. Too close. Rồi, ok, còn 5.700. Chú quýnh khá đấy, nhưng mà còn phải cố gắng hơn nhiều lắm. I activate my spell card. Rồi. I'm gonna resurrect a monster from the graveyard. À, rồi, ok. I end my turn. Rồi quăng con này ra luôn, tiếc gì nữa các bạn. Thôi lật lên được thôi. Rồi đây quấn xuyên giáp nó luôn các bạn. Rồi 400. Lấy được lá chiếc bài thì giá này có cơ nên là cơ hội ăn. 100. À nó gọi con này ra tiếp. Rồi ok. Phải giật được bài của nó không thôi mình ăn không nổi đâu. À nó summon. Nó chơi summon vậy là cũng là để nó lấy bài nè. Rồi ok. Đánh đẹp đó chú em. À, nó bỏ bài ra. Hay. À, rồi ok. Ra lá này sớm thì tốt hơn không. Rồi ok. Cho chú chết. 700. Ngàn chín. Không kéo máu nó kịp rồi mình thua đó. Nó cầm 6 lá cho ta là khả năng cao nó có 4 lá. Thôi chứ phải 3 lá. Không kéo máu kịp rồi mình thua đấy. Not too shit, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. Rồi ok, rồi còn 600. Giá này để thua thì hơi buồn. Nhưng mà nói chung là đánh mà được hay cái chiến thuật bắt gốc này là mình cũng vui. Rồi ok, bắn đi, bắn đi. I'm gonna resurrect a monster from the graveyard. Rồi. Monster reborn. À muốn sao không được. Rồi bắn đi, bắn đi. Hey. No way. A trap? Rồi ok, lần này anh thắng nha chú em. Yeah. I know. Rồi để coi ba lá gì nào, hy vọng được ba lá mới, không một lá mới thôi, một con mới. À, rồi ok, con gì này. Năm sao mạng dày ai thèm. Octopus. Cái này là gì đây? Berserker mà tuột hả? No!
Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bách Thờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.